bước tiến mới trong lĩnh vực hỗ trợ điều trị ung thư ở Việt Nam. Đó là lần đầu tiên các nhà khoa học Việt Nam đã chế tạo thành công phức hệ nano FGC dùng trong phòng và hỗ trợ điều trị ung thư, nâng cao thể trạng người bệnh và giảm độc tính hóa xạ trị. Thông tin này đã được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố trong một hội thảo khoa học vừa được tổ chức tại Hà Nội. Thành tựu mới này được đánh giá là bước đột phá mới của khoa học công nghệ nano Việt Nam trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phức hệ nano FGC là hệ dẫn thuốc chứa ba chất ở dạng bào chế công nghệ nano, chiết xuất từ tảo nâu, tam thất và củ nghệ vàng. Đây đều là những thảo dược có chứa chất làm ức chế, ngăn cản sự phát triển của khối u. Tuy nhiên, ít mang lại hiệu quả khi dùng trực tiếp do curcumin trong nghệ vàng khó tan trong nước và hấp thu kém. Với phức hệ nano FGC vừa được chế tạo thì độ tan của curcumin đã tăng lên hàng nghìn lần, giúp tăng hiệu quả tác động với tế bào ung thư. Ở đây là vật liệu nano y sinh là làm cho nó nano hóa để nó có thể chuyển tới được những cái nơi mà cần những u mà cần phải chữa trị một cách hướng đích, chứ không phải là sử dụng một cách lãng phí trong cơ thể người bệnh. Phức hệ nano FGC đã được sử dụng để ra được thành phẩm dùng trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Đây chính là thành quả của quá trình hợp tác, đặt hàng và đồng tài trợ ngân sách nghiên cứu giữa một doanh nghiệp và Viện Khoa học Vật liệu Việt Nam. Nhiều nhà khoa học đánh giá thành công này là đột phá mới trong việc hợp tác giữa các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp. Cái buổi chuyển giao công nghệ ngày hôm nay đấy, nó đánh dấu một thời kỳ mới trong sự phát triển công nghệ nano ở Việt Nam, phát triển theo hướng là đưa những thành tựu của khoa học và công nghệ nano được phục vụ sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Với các doanh nghiệp vừa nhỏ thì không phải lúc nào cũng có được đủ cái nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như là cơ sở vật chất để nghiên cứu, để phục vụ những nghiên cứu phát triển, và chúng tôi chọn cái hướng đi hợp tác chuyển giao các đề tài nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam và các nhà khoa học. Cái mô hình này không chỉ giúp chúng tôi tiết kiệm được thời gian, công sức nghiên cứu mà còn giúp cho các nhà khoa học có được một cái môi trường nghiên cứu gắn liền với cả cuộc sống, cũng như là các cái sản phẩm đưa ra thị trường thì nó có hàm lượng chất xám cao. Kết quả hợp tác này đã bước đầu được Học viện Quân y nghiên cứu tác dụng kháng ung thư trên một số dòng tế bào ung thư và trên chuột, cho thấy tác dụng hạn chế kích thước khối u và tăng cường tế bào bảo vệ cơ thể. Mỗi năm, nước ta có khoảng 150.000 trường hợp ung thư mới phát hiện và hơn 70.000 người chết vì ung thư. Mỗi một kết quả nghiên cứu mới trong dự phòng và hỗ trợ điều trị ung thư, ứng dụng vào cuộc sống sẽ đem lại thêm niềm hy vọng cho người bệnh.